Chương 200, vì nàng, đạp biến sa mạc. Phượng Trường Duyệt hơi, chương 200, vì nàng, đạp biến sa mạc. Phượng Trường Duyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn Thương Nguyệt liếc mắt một cái. Thương Nguyệt trên mặt mang theo chân thành tươi cười, trong ánh mắt nhất phái thản nhiên, đáy mắt chỗ sâu trong có tựa hồ có câu nhân nhiếp phách ánh sáng lập lòe, chỉ sợ một cái không cẩn thận. Liền phải trầm luân trong đó, hình như có tiếng gió thiệm khởi. Phượng Trường Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt không gian bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên. Kia nửa trong suốt cường giả cũng bỗng nhiên dần dần tiêu tán, nàng tâm đột nhiên nhắc tới sự ra khác thường tất có yêu. Nhưng mà không đợi nàng phản ánh lại đây, liền bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể truyền đến đau nhức, trước mắt bỗng nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Nàng bị mãnh liệt quang mang đâm vào không thể không nhắm mắt lại. Chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thơm lạ lùng, như là ám dạ bên trong nở rộ tím liên, mang theo thanh diễm hương khí. Quyến rũ thanh âm, như là dán nàng bên tai truyền đến. Nếu ngươi như vậy kiên trì, ta đây đành phải đi trước một bước hư, đừng nóng vội, ta sẽ chờ ngươi. Sau phong còn nhẹ thanh âm dừng ở bên tai, lại như là một khối cự thạch nện xuống. Làm Phượng Trường Duyệt tâm, bỗng nhiên trầm xuống. Nàng muốn động nhất động, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình như là bị gắt cao trói buộc giống nhau vô pháp nhúc nhích, rộng mở mở to mắt cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Trước mắt đã thành một mảnh hắc ám. Trên má bỗng nhiên truyền đến mềm nhẹ hơi lạnh xúc cảm, lại là Thương Nguyệt nhẹ nhàng phất quá nàng gương mặt, làm như thở dài, lại như là cảm khái, mang theo vô thượng thương tiếc cùng khát vọng. Ta chờ ngươi tới. Nói xong, làm như còn mang theo vài phần không tha, mảnh dài ngón tay từ nàng non mềm trên má xe qua. Kia phiến nhàn nhạt màu tím đen bớt, có lẽ ở người khác xem ra, là có chút xấu xí, chính là trong mắt hắn, lại là đặc biệt động lòng người. Tuy rằng nơi này một mảnh hắc ám, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ hết thảy, bao gồm trên mặt nàng ẩn nhẫn lạnh lẽo thần sắc. Hắn thấp thấp cười, bỗng nhiên thấp đầu, để sát vào chút bang. Thanh khí bàn tay thanh, bỗng nhiên vang lên, Thương Nguyệt có chút kinh ngạc, cũng mang theo vài phần tức giận nhìn Phượng Trường Duyệt trên vai Tiểu Bạch hơi hơi nhướng mày, trong mắt lại là lãnh lệ âm trầm. Nhưng mà Tiểu Bạch đi không sợ hắn thần sắc từ từ thu hồi móng vuốt nhỏ, tròn xoe trong ánh mắt lúc này tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tưởng đụng đến ta chủ tử. Cũng không nhìn xem ngươi là cái gì mặt hàng. Thương Nguyệt trong lòng tức giận càng sâu, muốn đem vật nhỏ này hảo hảo thu thập, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đã bị phong kín con đường. Màu tím dây đằng phía trên, yêu diễm đóa hoa tranh nhau nở rộ, bên ngoài hết thảy, đều tựa hồ đã mất pháp tiến vào. Hắn lạnh lùng cười, buông lỏng ra kiềm chế Phượng Trường Duyệt tay. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cảm giác được trước mặt ánh mặt trời đại lượng, nàng theo bản năng nheo lại đôi mắt sau một lát. Mới dần dần thích ứng ánh sáng biến hóa, nhìn về phía bốn phía. Này vừa thấy tức khắc làm nàng sắc mặt khẽ biến. Nàng lại là ngay lập tức chi gian liền biến hóa vị trí. Phóng nhãn nhìn lại là ở một cái cùng mới vừa rồi không gian không sai biệt lắm phòng, bốn phía là màu đen vách tường. Đỉnh đầu có một đóa màu tím lửa khói, ở nóng cháy thiêu đốt. Mà những cái đó vách tường phía trên, lúc này đã bị khúc chiết mạnh mẽ màu tím dây đằng quấn quanh, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Nàng nâng nâng cánh tay, phát hiện chính mình đã có thể động. Liền hướng tới phía trước đi đến. Căn phòng này tuy rằng rất lớn, nhưng là nàng thực mau phát hiện một vấn đề, đây là một cái nhà giam. Nơi này lại là không có bất luận cái gì xuất khẩu, toàn bộ bị màu tím dây đằng phong kín. Mà nàng hoạt động không gian cũng liền đã chịu hạn chế. Nàng đi rồi một vòng, cẩn thận nhìn kia dây đằng cùng với kia mặt sau vách tường, lại phát hiện kia nhìn như phẩm chất không đồng nhất dây đằng thế nhưng tất cả đều cứng rắn như thiết. Khó có thể lay động, nàng tùy tay dùng chỉ thủ cắt một chút, lại chỉ ở mặt trên để lại nhợt nhạt bạch ngân. Mà thực mau, kia bạch ngân liền một lần nữa khôi phục nguyên trạng, như là khép lại giống nhau, cùng phía trước cũng không nhị dạng. Nàng lại dùng linh lực nếm thử một lần, lúc này đây, nàng trước người dây đằng đứt gãy một cây, sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa kết hợp. Thậm chí sinh trưởng ra càng nhiều thật nhỏ dây đằng, hướng tới bốn phía lan tràn. Kia mặt trên nở rộ yêu diễm hoa, nhìn như kiều nộn cánh hoa nhẹ nhàng lay động, Phượng Trường Duyệt lại nhạy cảm giác được một cổ lạnh lẽo phất quá. Nàng thần sắc hơi nghiêm lại, nơi này, chỉ có nàng một người, Dương Tố, Phong Tam, còn có Thương Nguyệt đều đã biến mất. Nàng dương mắt nhìn lại, kia đỉnh đầu một đóa màu tím lửa khói thiêu đốt chiếu sáng lên nàng đồng tử. Hiên Viên Đêm nhìn kia bay nhanh sinh trưởng lan tràn dây đằng, ánh mắt lạnh lùng. Những cái đó dây đằng như là có chính mình ý thức giống nhau, ở hắn bên cạnh dây dưa hình thành một chương thật lớn võng, nhìn như đem hắn bao vây trong đó. Mà phía sau, Mặc Tử cùng Trạch Nhĩ nhìn một màn này, cũng là nhíu mày.
Hai người liên tục thi triển linh lực, đem trước mặt kia chặn đường dây đằng toàn bộ chặt đứt, rồi sau đó nhanh chóng đến hiên viên đêm phía sau. Chủ thượng, lời nói mới ra khẩu, hai người liền ý thức được không thích hợp, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy mới vừa rồi những cái đó bị bọn họ chặt đứt dây đằng. Thế nhưng bay nhanh một lần nữa kết hợp ở bên nhau, hơn nữa trở nên càng thêm rậm rạp phồn thịnh. Hai người mày nhăn càng khẩn. Chủ thượng, này, Trạch Nhĩ nhìn hiên viên đêm bóng dáng, cảm giác được hắn quanh thân phát ra lạnh lẽo, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Mặc Tử càng là không hiểu ra sao, không biết nhà mình chủ thượng rốt cuộc vì cái gì đột nhiên hướng tới này ra mặc dưới mà đến. Càng thêm không biết lúc này như thế nào chủ thượng đột nhiên dường như tâm tình trở nên không hảo. Hắn nhìn Trạch Nhĩ liếc mắt một cái, Trạch Nhĩ yên lặng đệ một ánh mắt, làm hắn không cần hỏi nhiều. Nhưng mà Trạch Nhĩ trong lòng, lại bỗng nhiên hiện lên một cái đoán rằng. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, còn có chút lo lắng. Chủ thượng như vậy, thật sự là cực nhỏ thấy, Mặc Tử đi theo chủ thượng nhiều năm, thậm chí đều cực nhỏ nhìn đến chủ thượng bộ dáng này, hắn cũng là. Nhưng là không khéo, hắn lại biết một ít Mặc Tử không biết sự tình, cũng bởi vậy có thể đoán được một ít nguyên nhân. Có thể làm chủ thượng như vậy, trừ bỏ người kia còn có thể có ai? Chính là sao có thể? Này bụi gai sa mạc được xưng tử vong sa mạc, dù cho là bọn họ cũng vẫn chưa lỗ mãng phái người mạnh mẽ tiến vào, chỉ là phái người ở quanh thân chờ đợi. Thẳng đến lần này Tử Liên Tâm Diễm phát sinh dị động, bọn họ mới đi theo chủ thượng tiến đến, hơn nữa thâm nhập. Như vậy nguy hiểm địa phương, người nọ lại như thế nào sẽ đến? Chính là chủ thượng, Trạch Nhĩ cảm thấy cái này đoán rằng thật sự là quá mức điên cuồng, chính là hết thảy. Đều ở tỏ rõ cái gì? Nhưng là hiện tại tình cảnh này, hắn lại là không dám quấy rầy chủ thượng. Yên tĩnh, chung quanh từng cụm màu tím ngọn lửa, ánh này phiến không gian đều có chút lặng im yêu diễm. Hiên viên đêm lẳng lặng nhìn trước mắt những cái đó dây đằng, đại đa số đều né tránh hắn, nhưng là lại xảo diệu đem hắn vây quanh, như là một cái nhà giam giống nhau tựa hồ muốn đem hắn vây khốn. Hắn mắt phượng trầm tĩnh, phảng phất biển sâu. Theo sau, hắn nhắm hai mắt lại. Chung quanh hết thảy đều trở nên như vậy an tĩnh, thậm chí liền ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, hắn đều tựa hồ nghe đến rõ ràng. Nhưng mà nhất rõ ràng, vẫn là chính mình tiếng tim đập. Máu tại thân thể trong vòng điên cuồng kích động tựa hồ ở kêu gào cái gì. Nàng ở nơi nào, khổng lồ tinh thần lực hướng tới bốn phía tan đi nàng ở nơi nào. Tim đập càng thêm rõ ràng, cơ hồ muốn nhảy ra ngực nàng ở nơi nào. Hắn đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt giống như tiết địa lưu quang, lăng liệt thanh hàn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nàng chính là ở chỗ này, nhưng mà lại không cách nào cảm giác được rõ ràng nàng nơi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía những cái đó dây đằng. Ánh mắt trong phút chốc giống như phủ lên băng xương. Chính là mấy thứ này, đem nàng hơi thở hoàn toàn phân tán. Nghĩ đến này, hắn quanh thân khí thế trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Trạch Nhĩ cùng Mặc Tử thấy vậy, vội vàng quỳ xuống. Chủ thượng bớt giận, oanh. Hai người thanh âm bị bao phủ ở kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, kinh ngạc ngẩng đầu, lại chỉ thấy trước mặt một mảnh vỡ vụn màu tím dây đằng phi dương, cơ hồ che đậy mi mắt mà ở kia bên trong. Kia nói màu đen thân ảnh, như thế kiên quyết hướng phía trước đi đến. Hắn như là từ địa ngục mà đến, màu đen tóc dài phi dương, thanh tuyển quạnh quẽ dung nhan phía trên, là tuyệt đối sát phạt chi ý. Nhất chiêu phá vạn đằng. Trạch Nhĩ cùng Mặc Tử không kịp khiếp sợ, liền nhìn đến nhà mình chủ thượng bay nhanh hướng phía trước bỏ bớt đi. Cơ hồ ngay lập tức liền biến mất ở tầm nhìn bên trong. Chủ thượng, hai người cả kinh, ngay sau đó lập tức đuổi kịp. Lúc này đây, những cái đó bị tổn hại dây đằng, không có tái sinh trường lên, những cái đó vỡ vụn cành, ngược lại dần dần phiếm hắc. Rồi sau đó hóa thành bột phấn, gió thổi qua, liền tiêu tán ở yên tĩnh trống trải lối đi nhỏ. Mà nơi này, đã không có bóng người. Nơi nào đó, vừa mới ngồi ở ghế trên Tương Nguyệt rất có hứng thú câu môi, mắt tím lạnh lẽo. Ta chờ ngươi tới. Nơi này thế nhưng đã biến thành như vậy. Sa mạc phía trên, từ trong hư không, đi ra vài đạo bóng người. Liếc mắt một cái nhìn lại, là hai vị lão giả. Hai người một người thân xuyên bạch y, một người thân xuyên hắc y. Trên mặt lại đều là nhất phái nghiêm túc, bạch y lão giả nhìn kia vô ngần tím liên, kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy rằng trong lời đồn Tử Liên Tâm Diễm đúng là tại đây bụi gai sa mạc bên trong, nhưng là nghìn năm qua trừ bỏ huyết đêm, cơ hồ lại vô dị động. Cho nên cũng không hảo xác định, hơn nữa tiến vào những cái đó cường giả, đều không ngoại lệ chết ở chỗ này, mới có thể nhiều năm như vậy, đều không người dám phạm. Lại không nghĩ, hôm nay lại là đã xảy ra như vậy dị động, chỉ sợ không ngừng chúng ta, toàn bộ đại lục đều đã chấn kinh rồi đi. Hắc y lão giả nghe vậy hừ lạnh, thì tính sao? Nếu thật là muốn cướp,
ai còn có thể đoạt đến qua chúng ta? Lại nói, chúng ta hôm nay bất quá là tiến đến điều tra một phen, nếu thật là Tử Liên Tâm Diễm, gia tộc tự nhiên sẽ lại tăng số người nhân thủ. Rốt cuộc, này Tử Liên Tâm Diễm, thật sự là quá mức quan trọng. Bạch Y lão già tán đồng gật gật đầu, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, trên mặt biểu tình có chút gian nan, lần này nhất định phải thành công. Lần trước gia tộc đại hội, đã nháo thành như vậy, lúc này đây, nhất định không thể lại làm lỗi. Này Tử Liên Tâm Diễm, là hiện tại duy nhất hiện thế thần hòa. Chúng ta nhất định phải thành công thu hồi, nếu không, thể diện gia tộc là thật sự không chỗ nhưng thà. Hắc Y lão giả sắc mặt trở nên có chút khó coi, gắt gao nhíu mày, này hết thảy, còn không đều là người nọ sai. Hiện tại lại muốn chúng ta tới gánh vác hậu quả, quả nhiên năm đó quyết định, một chút cũng chưa sai. Này Tử Liên Tâm Diễm, lần này tất nhiên là chúng ta, đừng nói rất nhiều người không biết Tử Liên Tâm Diễm thức tỉnh, đó là biết này đại lục phía trên cũng tuyệt đối không có người so với chúng ta càng thêm có lợi. Cũng tuyệt đối không có người có thể đoạt đến qua chúng ta. Nghe được hắn kiêu ngạo mà chắc chắn lời nói, Bạch Y lão giả lại là không như vậy lạc quan, trong mắt có chút lo lắng, lời nói cũng không thể nói như vậy nếu là vị kia động tâm tư chỉ sợ chúng ta. Hắc Y lão giả sắc mặt cũng biến đổi, trong mắt hiện lên nhỏ đến không thể phát hiện kính sợ. Vị kia, như thế nào sẽ đến đoạt thứ này? Người nhiều lo lắng. Người nọ là cỡ nào thân phận, lại từ trước đến nay cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, như thế nào sẽ đến đoạt Tử Liên Tâm Diễm? Bạch Y lão giả nghĩ nghĩ, vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc này cũng không phải là giống nhau thần hỏa a, đây là thần hỏa bảng xếp hạng đệ tam Tử Liên Tâm Diễm. Thiên hạ như thế nào sẽ có người không động tâm? Bất quá hắn cũng không muốn tại đây mặt trên hao tâm tốn sức, tự mình an ủi nói, không tồi. Nói vậy vị kia cũng sẽ không để ý này đó. Đi thôi, đi xem cái này mặt đến tột cùng có cái dạng gì miêu nị. Hắc Y lão giả dẫn đầu phi đi xuống, Bạch Y lão giả theo sát sau đó, bất quá một lát công phu, liền biến mất ở thím hoa sen hải bên trong. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở sa mạc bên kia. Có mấy người đang ở vội vàng tới rồi. Chờ rốt cuộc nhìn đến kia cơ hồ vô cùng vô tận tím liên, mấy người trong mắt đều là hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là, Tử Liên Tâm Diễm. Tang Húc ngừng nhìn kia theo gió lay động tím liên, tầng tầng lớp lớp, giống như cuộn sóng giống nhau hướng tới nơi xa đẩy ra, thoạt nhìn hết sức đồ sộ mỹ lệ. Nghĩ chính mình thế nhưng như vậy cần nhìn Tử Liên Tâm Diễm. Hơn nữa lúc sau nói không chừng liền có thể có được này thần hỏa, trong lòng không thể ức chế trở nên kích động hưng phấn, liền dịu dàng tiểu mỹ dung nhan thượng đều nảy lên vài phần ửng hồng. Đôi mắt tinh lượng, lập lòe không chút nào che giấu tham lam chi sắc. Nếu là nàng có được thần hỏa, sẽ trở nên như thế nào lợi hại? Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã có chút gấp không chờ nổi. Đến lúc đó, nàng liền sẽ tiếp thu thế nhân vô thượng khen ngợi, trở thành vô số người nhìn lên tồn tại. Càng thêm có thể đem những người đó đều đạp lên dưới chân. Đặc biệt là Phượng Trường Duyệt, nàng nhất định phải hung hăng sửa trị nàng. Có cuối cùng một vị lòng son chi viêm có cái gì lợi hại? Này thần hỏa bảng đệ tam Tử Liên Tâm Diễm, liền phải là nàng. Tang Húc ngừng chỉ lo đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng. Cũng liền không có nhìn đến một bên Liễu Thừa Tu đồng dạng có chút kích động thần sắc. Phía sau đi theo mấy người, là Hoàng Thất Cung Phụng trưởng lão, là lúc này đây chuyên môn bảo hộ nàng. Lúc này thấy này cảnh tượng cũng đều là nhịn không được kinh ngạc cảm thán liên tục. Liễu Thừa Tu rốt cuộc lớn tuổi, tâm tư cũng càng trọng, trong mắt nóng cháy chỉ là một lát liền bị hắn che giấu qua đi, nghiêng đầu nhìn Tang Húc ngừng liếc mắt một cái. Này cũng không phải Tử Liên Tâm Diễm. Tang Húc Ngưng sửng sốt. Liễu Thừa Tu thần sắc có chút nghiêm túc xem Tang Húc Ngưng, trong lòng không tự giác có chút trầm trọng. Này bất quá là Tử Liên Tâm Diễm hóa hình mà thôi. Nó bản thể, nhất định tại đây sa mạc dưới. Chỉ có được đến bản thể, mới xem như được đến chân chính thần hỏa. Tang Húc Ngưng thực mau hiểu được, đúng vậy, nàng như thế nào sẽ cho rằng Tử Liên Tâm Diễm chính là này đó nhìn không có gì đặc điểm tím liên đâu. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình lẩm bẩm nói đều bị nghe qua, nàng trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, lại khó mà nói cái gì, đành phải miễn cưỡng cười nói, sư phụ nói đúng, là Ngưng Nhi quá kích động. Nhìn lầm rồi. Liễu Thừa Tu không thèm để ý vẫy vẫy tay, không ngại. Nếu không phải này đó hoa sen, mặc dù là ta cũng không dám xác nhận cái này mặt lại là Tử Liên Tâm Diễm. Thần hỏa sáng thế vạn năm, xuất hiện số lần ít ỏi có thể đếm được, huống chi này xếp hạng đệ tam thần hỏa. Này quả thực là thiên đại cơ duyên. Nghe hắn như vậy nói, Tang Húc Ngưng sắc mặt khá hơn, muốn đánh vỡ mới vừa rồi xấu hổ, hướng phía trước bay đi, này sa mạc vĩ đại.
nhưng là tử liên tâm diễm nhất định ở dưới, chúng ta chỉ cần đem này đó tím liên toàn bộ chém tới, không phải có thể gia tăng tìm được tử liên tâm diễm cơ hội. Liễu Thừa Tu nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, lời tuy không tồi, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Đại công chúa cẩn thận, một tiếng thét kinh hãi, một cái lão giả lập tức phi pháp tiến lên, đem kia đánh úp về phía tang húc ngưng hoa sen toàn bộ đánh nát, rồi sau đó đem nàng kéo lại. Hiểm hiểm tránh đi kia sắc bén cơ hồ tua nhỏ ra thịt cánh hoa. Tang húc ngưng còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, liền bị người mạnh mẽ mang về. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trên mặt một trận nóng rát đau, vươn tay một sờ, lại là huyết. Nàng lúc này mới kinh giận phát hiện, bất quá là mới vừa rồi trong nháy mắt kia nhìn như mảnh mai cánh hoa cũng đã ở nàng trên mặt cắt cái miệng vết thương. Liễu Thừa Tu nhíu mày, cẩn thận, này tự liên tâm diễm, chính là cực kỳ nguy hiểm. Này đó hoa sen, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Tang húc ngưng trong lòng tức giận, lại không chỗ phát tiết, liền phẫn hận nhìn về phía kia tím liên. Nàng nhất định sẽ đem này đó tím liên toàn bộ chảm trừ. Đang ở lúc này, không trung phía trên bỗng nhiên xẹt qua một mặt màu sắc rực rỡ, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến, liền đều tưởng nhìn lầm rồi. Lại nhìn về phía vô ngần tím liên, sắc mặt hơi trầm xuống. An tĩnh ngầm mê cung bên trong, một đạo thân ảnh ở bay nhanh đi tới. Nơi đi đến, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Những cái đó xum xuê từ đằng, trải qua hắn tay, toàn bộ hóa thành cho bụi. Rốt cuộc vô pháp trọng sinh. Hắn thân hình cơ hồ giống như quỷ mị, bất quá chớp mắt thời gian, liền đã mạnh mẽ phá khai rồi vô số vách tường, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ cần có một tia nàng hơi thở, hắn liền hướng tới bên kia bay nhanh đi tới. Lại lần nữa đem trước mặt tử đằng bày trừ lúc sau, hắn sắc mặt lãnh lệ, chung quanh màu tím ngọn lửa chiếu rọi ở hắn giống như phù băng toái tuyết dung nhan phía trên. Chỉ làm người cảm thấy tâm sinh kính sợ, chỉ liếc hắn một cái tựa hồ liền sẽ bị hắn quanh thân đông lạnh sắt ý chém giết. Mà bên trong, như cũ không có nàng, hắn màu mắt giống như tôi băng, băng hàn đến xương. Mà lúc này, một đạo quyến rũ thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Thật là không thể tưởng được thế nhưng liền ngươi cũng kinh động đâu. Ngươi chừng nào thì, đối với những việc này cũng có hứng thú. Làm ta đoán xem, ngươi là hướng về phía ta tới. Nhưng là như bây giờ tử, cũng không giống như hoàn toàn là đâu. Như thế nào, ngươi ở tìm người sao? Hiên viên đêm mắt phượng hơi ngưng, thanh tuyến lãnh trầm, nàng ở nơi nào? Người nọ một tiếng cười nhạo. Bất quá là một cái lãnh ngạnh nữ nhân, người như thế nào như thế khẩn trương? À thực không khéo ta đối nàng, cũng rất có hứng thú đâu. Nếu là người không thể mau chóng tìm được nàng, như vậy. Nàng liền thuộc về ta Nga. Trước mặt hắn bỗng nhiên lại lần nữa sinh trưởng ra vô số tử đằng, mặt trên nở rộ càng nhiều đóa hoa, nhẹ nhàng lay động, che đậy mi mắt. Muốn biết nàng ở nơi nào? Này nhiều đơn giản a, người tìm khắp nơi này, không phải có thể tìm được rồi sao? Cái kia thanh âm mang theo vài phần trêu đùa, tựa hồ mang theo trò đùa dai giống nhau khoái ý, sa mạc vạn dặm diện tích rộng lớn vô ngần. Phiên biến này sa mạc chỉ sợ liền tính là hắn. Cũng đến mệt chết a. Lại không nghĩ, hiên viên đêm bỗng nhiên ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi nào đó, thanh âm hơi ngưng. Hảo. Chương 201. Ngay sau đó, hiên viên đêm thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Trạch Nhĩ cùng Mặc Tử ở phía sau nhìn, đều là cả kinh, chủ thượng. Nhưng mà kia màu đen cao dài thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Ở không chỗ tìm. Trong lòng biết chính mình là tuyệt đối đuổi không kịp chủ thượng nện bước, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ chủ thượng là muốn đi làm cái gì sự tình, hai người tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ. Lại không lo lắng. Này đại lục phía trên còn không có cái gì có thể uy hiếp chủ thượng tồn tại. Chỉ là chủ thượng này thái độ, Mặc Tư không khỏi nhìn về phía Trạch Nhĩ, người cũng biết chủ thượng vì sao như thế. Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy Trạch Nhĩ tựa hồ biết một ít hắn không biết sự tình, hơn nữa mới vừa rồi nhìn đến Trạch Nhĩ có chút phức tạp thần sắc. Mặc Tư là xác định Trạch Nhĩ nhất định là có thể đoán được một ít. Trạch Nhĩ một tay chém tới trước mặt còn đang không ngừng lan tràn tử đằng, ở chung quanh thiêu đốt màu tím ngọn lửa làm nổi bật hạ, có vẻ có chút sâu thẳm khó lường. Hắn nhìn về phía nơi xa nhà mình chủ thượng biến mất phương hướng, bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Mặc Tử, ngươi đi theo chủ thượng nhiều năm, có từng gặp qua hắn như thế chấp nhất truy đuổi cái gì? Chưa từng, có từng gặp qua hắn cảm xúc như thế dao động? Chưa từng, có từng gặp qua hắn bỗng nhiên đem hết thảy trí chi sau đầu? Chưa từng, Trạch Nhĩ ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, ngươi chưa từng. Trong thành ngàn vạn con dân, làm sao từng gặp qua?
Nhưng là hiện giờ, này hết thảy đều bất quá là vì một nữ tử thôi. Mặc Tư khiếp sợ, nữ tử, chẳng lẽ chủ thượng? Ở chủ thượng trở về kia đoạn thời gian, đã từng có nhắn lại xôn xao, nói chủ thượng thích một cái ngoại tộc nữ tử cho nên mới hội trưởng lâu lưu lại bên ngoài. Hơn nữa cuối cùng còn có tính toán đem nàng cưới hồi. Khi đó hắn còn có rất nhiều chủ thượng thuộc hạ đều là không tin. Chủ thượng là người nào? Toàn bộ đại lục tuyệt đối cường giả, thân phận tôn quý, thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh tâm tuyệt tình, như thế nào sẽ vì một nữ tử làm ra như vậy sự tình? Ở bọn họ nghĩ đến, liền tính là trời sập cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là sau lại là chủ thượng chính mình chứng thực đồn đãi. Mặc Tư rõ ràng nhớ rõ, ở rộng lớn đại điện phía trên, ở vạn chúng quần thần phía trước, cao cứ vương vị chủ thượng. Kiên định quyết tuyệt mà không dung phản kháng lời nói. Đãi nàng đã đến, bổn quân nhất định về sau vị đón chào, chung này cả đời, chỉ này một người. Hắn lúc ấy ở góc lại xem rành mạch, chủ thượng kia thanh tuyển quạnh quẽ dung nhan thượng. Tiệt thiếu lộ ra ý cười cùng với khóe mắt vài phần nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn khi đó chỉ là khiếp sợ với chủ thượng lời nói, hiện tại nghĩ đến, lại phát sắc khi ánh sáng nhạt, hoặc là cũng có thể xưng là ôn nhu. Hắn chưa bao giờ ở chủ thượng trên mặt nhìn đến quá như vậy biểu tình. Như nhau hiện tại, hắn chưa từng gặp qua chủ thượng thế nhưng như thế thất thố. Mặc Tư khiếp sợ khôn kể, hắn khi đó, còn không biết chủ thượng kia lời nói ý tứ, hiện tại, lại là có chút minh bạch. Trạch Nhĩ nhìn Mặc Tư bị sét đánh biểu tình, có chút đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngay từ đầu ta cũng không xác định chính là mới vừa rồi nhìn đến chủ thượng trong nháy mắt biến mất thời điểm. Ta liền minh bạch cái kia nữ tử, hiện tại đang ở nơi này. Cũng chỉ có nàng, mới có thể làm từ trước đến nay sát phạt quả quyết chủ thượng rối loạn tâm tư, chấp nhất tương tìm. Tuy rằng không biết như vậy một cái có thể nói nhu nhược nữ tử, là như thế nào tới nơi này, nhưng là hiện tại, Trạch Nhĩ lại biết chính mình việc quan trọng nhất không phải đi bảo hộ chủ thượng, mà là tìm được nàng kia. Tuy rằng y theo chủ thượng thực lực nhất định là sẽ trước hết tìm được nhưng là bọn họ lại cũng không thể làm chờ. Huống hồ sa mạc lớn như vậy, chủ thượng chính là thật sự khuynh tẫn toàn lực đi tìm, chỉ sợ cũng muốn thật lâu. Hơn nữa thử liên tâm diễm dị động, phương diện này còn không biết có như thế nào nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên là lập tức hành động vì thượng. Mặc Tư vẫn là có chút khó có thể tiêu hóa, có chút ngốc lăng nhìn Trạch Nhĩ, tắc rốt cuộc là như thế nào mỹ mạo nữ tử, mới có thể dẫn tới chủ thượng như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, màu đen liền phát giác chính mình sai rồi. Chủ thượng kiểu gì thân phận, cái dạng gì mỹ nhân không có gặp qua. Lại như thế nào sẽ bởi vì dung mạo mà thích thượng một nữ tử. Quả nhiên xem hiểu A Trạch Nhĩ lắc lắc đầu. Không, nàng. Không tính là mỹ nhân. Nàng tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng bên trái trên má như vậy đại một khối màu tím đen bớt tổng không phải hư đi. Duy nhất có chút đặc biệt ước chừng chính là kia một thân quạnh quẽ khí chất. Mặt mày gian ngẫu nhiên hiện lên lạnh thấu xương chỉ ý, lại là liền hắn đều sẽ cảm thấy có chút phát lạnh. Còn có kia tính tình. Mặc Tư sửng sốt, chẳng lẽ đồn đãi là thật sự. Kia thật là cái dung mạo xấu xí nữ tử. Trạch Nhĩ sắc mặt có điểm rối rắm, tựa hồ không biết nên như thế nào hình dung Phượng Trường Duyệt. Cũng không tính, tóm lại, người gặp được sẽ biết, đó là cái, thực không bình thường nữ tử. Mặc Tử liền không hề truy vấn, việc cấp bách vẫn là rời đi cái này địa phương. Tử liên tâm diễm lần này dị động hiện tại xem ra có chút vượt quá đoán trước. Chúng ta hai cái tách ra tìm kiếm, nếu là có thể sớm chút tìm được nàng kia hoặc là chủ thượng, liền có thể. Trạch Nhĩ nhanh chóng hạ quyết đoán. Người nếu là nhìn đến một cái ước chừng 15 tuổi nữ tử, hơn nữa bên trái trên má có nhàn nhạt màu tím đen bớt, đó là nàng. Mặc Tư gật đầu, hào, hai người ngay sau đó tách ra, hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Ngàn năm trầm tịch sa mạc bởi vì lúc này đây tử liên tâm diễm dị động. Chính trở nên dần dần náo nhiệt lên. Ai cũng không biết này liên miên không dứt tím liên phía dưới, đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm. Nhưng là dù cho như thế, vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng có người từ bên ngoài tiến vào. Muốn nhân cơ hội tìm được tử liên tâm diễm. Những người này bên trong, phần lớn là may mắn tâm lý, cho rằng sa mạc to lớn, thực lực của chính mình cũng không kém, nếu là thật sự gặp cùng lắm thì bỏ chạy đi, nếu là có khả năng. Vậy đem tử liên tâm diễm thu về mình dùng, đó là không thể tốt hơn. Tử liên tâm diễm lúc này đây động tĩnh thật sự là quá lớn, không chỉ có đông đảo trước sau ở bên ngoài thủ vững sa mạc thế lực biết được này tin tức. Càng có vô số thất phẩm cùng với trở lên luyện dược sư, đều là cảm thấy này không giống bình thường dao động. Đối với ngọn lửa, không có người so với bọn hắn càng thêm mẫn cảm, cũng không có người so với bọn hắn càng thêm khát vọng được đến.
Cũng bởi vậy, ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, toàn bộ đại lục đều đã ngo ngoe dục dịch, không ngừng có người tới rồi, hy vọng có thể trở thành cái kia người may mắn. Vì thế, bụi gai sa mạc màu tím hoa sen bên trong, bắt đầu không ngừng có người tiến vào. Mà toàn bộ sa mạc lại vẫn như cũ vô cùng yên lặng. Tự nhiên, ngầm nhà giam cũng đang không ngừng gia tăng. Như là không chỗ không ở dây đằng còn đang không ngừng mà sinh trưởng, đem to như vậy sa mạc phân cách thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất không gian, mà ở phía dưới người ở. Tự nhiên cũng liền một đám bị nhốt ở bên trong. Bao bao quát phía trước liền ở sa mạc bên trong người, cùng với sau lại mới tiến vào người. Nơi nào đó, Phượng Trường Duyệt ngồi xếp bằng. Điều tức chính mình linh lực, mới vừa rồi cùng kia nửa trong suốt người một trận chiến, thật sự là tiêu hao quá nhiều linh lực. Mới vừa rồi từ một chút lúc sau nàng liền dứt khoát không có nếm thử quá đi ra ngoài, ngược lại là bình tĩnh ngốc tại nơi này, ngồi xuống điều dưỡng thân thể. Này dây đằng nàng chưa chắc không có thủ đoạn đi ra ngoài, nhưng là lại không phải hiện tại. Làm cả người linh lực ở trong cơ thể vòng được rồi một cái tiểu chu thiên lúc sau. Nàng mới cảm thấy thân thể phía trên đau nhức cảm yếu bớt một ít hơn nữa hư thoát cảm cũng hảo rất nhiều. Tiểu Bạch ở nàng trước người có chút lo lắng nhìn nàng. Hoa Hoa càng là không dám quấy rầy, sợ mẫu thân có chuyện gì, một đôi mắt to chớp cũng không nháy mắt ở không gian trong vòng an tĩnh ngốc. Nhưng mà ở Phượng Trường Duyệt trước người, bắn thiên cung cùng xạ thiên tiễn lại phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân tản ra nhàn nhạt phát sáng. Như là độ cao cảnh giới binh lính bảo hộ Phượng Trường Duyệt nếu là gặp được nguy hiểm tùy thời đều sẽ tự động xuất kích. Nếu là có những người khác thấy một màn này, chỉ sợ lại là muốn kinh ngạc cảm thán. Thiên giai linh bảo đã là thập phần khó đưa, càng thêm khó được chính là hôm nay giai linh bảo thế nhưng đã hình thành linh bảo chi hồn, hơn nữa cùng chủ nhân tâm ý tương thông tự động bảo hộ. Phượng Trường Duyệt nhắm mắt lại, quanh thân hoa hồng kim sắc ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng chữa khỏi trên người nàng thương thế. Linh hoàng chi tinh ở đan điền trong vòng chậm rãi chuyển động. Tam căn trong suốt gai nhọn càng thêm trơn bóng. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cảm giác được thân thể trong vòng giống như có điểm không thích hợp, những cái đó linh lực như là muốn lao ra thân thể giống nhau từ khắp người hội tụ mà đến. Nàng đột nhiên mở to mắt hơi hơi nhíu mày, như thế nào muốn ở ngay lúc này thăng cấp. Không nói đến lúc này thân thể của nàng trạng huống cũng không thích hợp thăng cấp. Bên ngoài hoàn cảnh cũng thập phần nguy hiểm, nàng cũng không yên tâm như vậy ngốc. Này nhà giam tuy rằng kiên cố, lại tràn ngập không biết cùng thần bí nguy hiểm. Nàng không thể dễ dàng đem chính mình tánh mạng giao phó với may mắn bên trong. Nếu là quá trình tấn cấp chung, thật sự phát sinh cái gì, dù cho có Tiểu Bạch cùng Hoa Hoa, nàng cũng biết không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn. Hơn nữa thân thể lúc này còn không có hoàn toàn tu dưỡng hảo, thật sự không phải thăng cấp hảo thời điểm. Nàng nhắm mắt lại, đem linh lực áp xuống. Sau một lát, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Nàng tâm thần vừa động, lại không có mở to mắt. Là lăng ra kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ thanh âm. Bọn họ bước chân có chút phù phiếm, còn có chút hỗn độn như là một đường bôn ba, bị thương mà đến, vừa vặn từ nàng nơi nhà giam bên cạnh trải qua. Nơi này thật là quá nguy hiểm, đầu tiên là không thể hiểu được từ sa mạc rơi vào tới. Rồi sau đó lại là không thể hiểu được trường ra nhiều như vậy dây đằng, đem con đường hoàn toàn phong kín. Này lúc sau nói không chừng còn sẽ có cái gì phiền toái. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy vẫn luôn chết chờ sao? Nói chuyện thiếu niên rất là không kiên nhẫn, ngữ khí cũng rất là không tốt. Lão tứ ngươi cũng đừng oán giận, các trưởng lão đã sớm dạy dỗ quá, càng là nguy hiểm thời điểm. Càng là muốn chấn định, ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Lam Lam này một đường đều không có bất luận cái gì câu oán hận, nhưng thật ra ngươi vẫn luôn oán giận cái không ngừng. Tới phía trước là ai một khang nhiệt huyết nói chính mình nhất định phải chinh phục này bụi gai sa mạc. Có chút nghiêm túc gian dậy vang lên, tùy theo vang lên còn có dây đằng bị chặt đứt thanh âm. Có thời gian này, vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết này đó dây đằng đi. Lời này tức khắc làm mấy người lâm vào trầm mặc. Sau một lát một đạo giọng nữ vang lên, lại là mới vừa rồi cái kia được xưng là Lam Lam thiếu nữ. Nhị ca ta cảm thấy chúng ta nếu có thể đủ tìm được phía trước nhìn thấy kia hai người thì tốt rồi. Bọn họ nói không chừng có biện pháp đâu. Hừ, bọn họ có thể có biện pháp nào? Trước hết mở miệng kia thiếu niên có chút không phục, còn không phải là lúc trước nhất thời không chú ý, bị các nàng chiếm thượng phong sao. Đừng nhìn bọn họ kiêu ngạo, chỉ sợ tình huống hiện tại so với chúng ta còn thảm đâu. Tứ ca, Lam Lam có chút bất mãn nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, kia thiếu niên ngượng ngùng nhắm lại miệng nhưng là trong lòng lại vẫn là nghĩ như vậy. Hảo, đều đừng xào, hiện tại chúng ta tương đương với một mình chiến đấu hăng hái. Đều chú ý điểm.
Nơi này thập phần nguy hiểm, làm không hảo lại làm ra cái gì phiền toái, đến lúc đó các ngươi liền không có thời gian xảo. Ta phía trước đã cấp gia tộc phát ra cầu cứu tín hiệu. Chỉ cần bọn họ mau chút đã đến, chúng ta liền được cứu rồi. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu, lúc này cũng không rảnh lo trộm chuồn ra tới gặp mặt Lâm như thế nào trừng phạt nguy hiểm trước mặt tánh mạng đệ nhất. Mấy người tiếng bước chân dần dần đi xa, Phượng Trường Duyệt chậm rãi mở to mắt, mặt mày trầm tĩnh. Lăng gia, liền phải người tới. Chỉ tiếc Dương Tố lúc này không ở bên người nàng, mới vừa rồi cũng chưa kịp nói cho hắn chuyện này. Không biết hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Rốt cuộc ở nàng trợ giúp dưới, thân thể hắn lớn nhất tai họa ngầm đã giải quyết. Cũng đã không có tiếp tục ngốc tại bụi gai sa mạc ý nghĩa. Lúc sau hắn sẽ lựa chọn như thế nào làm, là trở về trực diện đánh nhau, vẫn là giấu tài. Rốt cuộc Lăng gia tuy rằng là gia tộc của hắn, lại có hắn cuộc đời này lớn nhất thù địch. Mà hắn lựa chọn cũng sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng ánh mắt hơi thâm, nhìn về phía kia một mảnh tử đằng, mặt trên nở rộ màu tím yêu diễm đóa hoa, ở hơi hơi lay động. Nhìn như nhu nhược lại đem nàng chặt chẽ vây ở chỗ này. Lăng gia người lúc này đây, xem ra là nhất định sẽ đến. Như vậy, thiên tộc người đâu? Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, giấu đi bên trong gợn sóng. Này đó rốt cuộc đều là thứ gì? Mang theo chút chán ghét thanh âm vang lên, ở có chút trống trải không gian vang lên. Tang Húc ngừng nhìn trước mắt cơ hồ đem toàn bộ vách tường che đậy tử đằng, đã lan tràn tới rồi dưới chân, con ngươi hiện lên một phần chán ghét nhịn không được oán giận ra tiếng. Từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, này một đường phía trên, đều là thứ này, cơ hồ liên miên không ngừng, sinh sôi không thôi. Hơn nữa chặt đứt lúc sau, luôn là sẽ càng thêm nhanh chóng khôi phục. Làm người phiền không thắng phiền. Bọn họ vì đối phó mấy thứ này, hành động tốc độ không biết giảm xuống nhiều ít. Tuy rằng thứ này không có tạo thành cái gì thực chất tính nguy hiểm, nhưng là nàng vội vàng muốn biết Tử Liên Tâm Diễm đến tột cùng ở nơi nào, trong lòng tự nhiên không khỏi có chút nôn nóng. Nói chuyện ngữ khí cũng liền có chút hướng. Ở chỗ này, người rất ít hơn nữa là chính mình sư phó cùng hoàng thất trưởng lão, nàng tự nhiên không cần lại tu liễm. Bên cạnh hai vị trưởng lão, dọc theo đường đi đều đang không ngừng rửa sạch dây đằng, nghe được nàng bất mãn, đều là có chút bất mãn. Bọn họ đã tận lực còn muốn như thế nào? Tử Liên Tâm Diễm như thế nào sẽ là như vậy dễ dàng liền tìm đến? Chính nàng nhưng thật ra không có như thế nào xuất lực. Sợ ở gặp được Tử Liên Tâm Diễm thời điểm không phải tốt nhất trạng thái, cho nên vẫn luôn ở tránh cho linh lực tiêu hao. Này một đường kỳ thật đều là bọn họ ở ra tay. Nhưng là này đó bất mãn ý tưởng cũng chỉ là ở trong lòng hiện lên, lại không có biểu hiện ở trên mặt. Đại công chúa, này đó hẳn là cùng những cái đó hoa sen giống nhau, đều là Tử Liên Tâm Diễm dùng thủ đoạn, muốn tìm được Tử Liên Tâm Diễm, chỉ sợ này đó là không thể tránh khỏi. Đại công chúa xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm ngài an toàn. Này Tử Liên Tâm Diễm, nhất định là ngài. Hai người nói làm Tang Húc ngưng tâm tình tốt hơn một chút, nhưng là vẫn là có chút bất mãn, nàng quay đầu nhìn về phía Liễu Thừa Tu, sư phụ, này Tử Liên Tâm Diễm, rốt cuộc sẽ ở địa phương nào đâu? Sa mạc như thế to lớn, chúng ta nếu là vẫn luôn như vậy tìm, muốn tìm được khi nào? Liễu Thừa Tu nhíu hạ mi, không cần phải gấp gáp. Tử Liên Tâm Diễm dù sao cũng là bài vị đệ tam thần hỏa, như thế nào sẽ dễ dàng bị tìm được? Chúng ta có thể trước tiên cảm giác được nó dị động hơn nữa tới rồi, đã là dẫn đầu với những người khác. Tạm thời đừng nóng này. Tang Húc ngưng đành phải câm miệng thành thành thật thật đi theo Liễu Thừa Tu phía sau. Này Tử Liên Tâm Diễm dị động kỳ thật nàng là không có bất luận cái gì cảm thụ. Sư phụ nói cần thiết là thất phẩm cùng với trở lên luyện dược sư mới có sở cảm ứng, đại lục phía trên, đứng đầu luyện dược sư thiếu chi lại thiếu, bọn họ tốc độ lại nhanh như vậy. Lẽ ra khẳng định là bọn họ. Nhưng là loại này không có một chút manh mối cảm giác, vẫn là làm người thập phần khó chịu. Nàng cần thiết đi theo sư phụ phía sau, mới biết được phương hướng nào là có khả năng nhất. Kỳ thật nàng trong lòng, rất là không vui, nhưng là cũng không có biện pháp khác đành phải ẩn nhẫn. Kỳ thật Liễu Thừa Tu cũng không tin tưởng, này Tử Liên Tâm Diễm đến tột cùng là ở địa phương nào. Hắn là cảm nhận được kia dao động không tồi, chính là ở đến bụi gai sa mạc. Đặc biệt là tiến vào này sa mạc dưới lúc sau, hắn cũng đã ý thức được không ổn. Hắn căn bản vô pháp rõ ràng cảm nhận được Tử Liên Tâm Diễm hơi thở. Bọn họ ở chỗ này, giống như là ở biển rộng bên trong giống nhau, tuy rằng có thể cảm giác gợn sóng, lại không biết rốt cuộc là từ chỗ nào dựng lên, càng thêm không biết nên tìm hướng nơi nào. Cho nên kỳ thật hiện tại hắn cũng là không hiểu ra sao. Nhưng là trên mặt hắn, lại mặt vô biểu tình, nhìn không ra mày may không thích hợp.
bởi vì hắn tìm không thấy rõ ràng phương hướng, như vậy người khác khẳng định cũng là như thế này. Mà bọn họ đã chiếm cứ tiên cơ, cho nên kỳ thật bọn họ hy vọng vẫn là rất lớn. Bỗng nhiên, trước mặt ánh sáng tím chợt lóe, một thấp màu tím ngọn lửa bỗng nhiên từ phía trước chợt lóe mà qua. Chung quanh độ ấm lập tức lên cao, mấy người lập tức trong lòng nhảy dựng, Tang Húc ngưng nhịn không được kinh hô đó là cái gì. Nàng thanh âm có che giấu không được kinh ngạc cùng hưng phấn, cứ việc kia màu tím ngọn lửa chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là nàng lại vẫn là nhạy bén cảm giác được kia ngọn lửa bất đồng. Chung quanh cây cổ thượng vẫn luôn có màu tím ngọn lửa, nhưng là kia cảm giác đi lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng thân thể trong vòng thần hỏa chi tử thậm chí ở mới vừa rồi trong nháy mắt có dao động. Liễu Thừa Tu trong cơ thể kỳ thật cũng có thần hỏa chi tử cho nên tự nhiên cũng là cảm giác được bất đồng, lập tức đôi mắt cũng lập tức sáng, trong lòng đột nhiên nảy lên điên cuồng kích động mau. Đuổi theo đi, hắn cơ hồ có thể khẳng định đó chính là Tử Liên Tâm Diễm. Có thể khiến cho thần hỏa dao động tự nhiên chính là thần hỏa. Trong thân thể hắn tuy rằng không tính là chân chính thần hỏa, nhưng là cũng có thể xem như móc nối, một đường tới nay đều không có cái gì bất đồng. Lại ở mới vừa rồi đã chịu như vậy ảnh hưởng này chỉ có thể thuyết minh kia ngọn lửa, lại là không bình thường. Tuy rằng không biết vì cái gì khi một đóa màu tím ngọn lửa sẽ từ bọn họ trước mắt chợt lóe mà qua, nhưng là hiện tại mấy người là cái gì đều đành phải vậy, lập tức nhanh hơn tốc độ, đuổi theo qua đi. Tang Húc Ngưng cũng bắt đầu không hề bảo tồn thực lực, trong tay chém ra từng đạo màu trắng ngọn lửa, đem những cái đó tử đằng bay nhanh bỏng cháy hầu như không còn. Tử Liên Tâm Diễm là của ta. Cùng thời khắc đó, ở vào toàn bộ sa mạc chính giữa Thương Nguyệt chính vô cùng nhàn nhã đùa bỡn trên tay một đóa quyến rũ màu tím hoa sen. Kia mặt trên thậm chí còn có trong suốt sương sớm, thoạt nhìn thập phần kiều diễm. Nhưng là kia hoa, lại vẫn là ở hắn thanh thấu quyến rũ dung nhan hạ có vẻ có chút ảm đạm thất sắc. Giống như lưu ly con người nhẹ nhàng vừa chuyển, đó là vô hạn quyến rũ, thắng qua phồn hoa tựa khẩm. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn giữa mày bỗng nhiên nhíu lại, rồi sau đó giãn ra mở ra. A, còn tưởng rằng lại là, nguyên lai bất quá là hàng giả A, thật là mất hứng chí. Quả nhiên, trên đời này, như thế nào sẽ có người, so nàng càng thích hợp ta đâu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng vê động tựa hồ còn tàn lưu má nàng mềm nhận ấm áp xúc cảm, trong lòng lại là có chút hoài niệm. Nàng giống như còn không có động tĩnh đâu, dường như một chút tới tìm ta ý tứ đều không có. Này nhưng không hào. Hắn khẽ cười một tiếng, rồi sau đó đứng lên. Màu tím tóc dài ủy dừng ở mặt tinh xảo xương quai xanh ở chung quanh màu tím ngọn lửa làm nổi bật hạ có vẻ hết sức mê người. Một đôi mắt tím lập lòe khác ánh sáng, gần là xem một cái, liền cơ hồ làm người trầm luân. Hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tựa hồ là đi hướng nơi nào đó. Vị kia, dường như đã có chút sốt ruột đâu. Kia đóa tím linh, dừng ở hắn phía sau màu đen ngọc thạch mặt đất phía trên, không tiếng động rơi xuống, tầng tầng lớp lớp cánh hoa từng mảnh khô héo, rồi sau đó nhanh chóng trở nên khô vàng. Cuối cùng biến thành bột phấn. Ầm ầm ầm. Theo này liên tiếp tiếng nổ mạnh trước mặt tử đằng lần thứ hai không tiếng động bị hủy diệt không còn một mảnh, lộ ra mặt sau cảnh tượng. Nhìn dáng vẻ nơi này đã bị phân cách thành mấy cái tiểu nhà giam. Vì chính là ngăn trở hắn nện bước. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, mắt phượng lạnh băng, cả người hơi thở lạnh thấu xương. Không có nàng, không có nàng, vẫn là không có nàng. Hắn bỗng nhiên dừng động tác, hai bên ngọn lửa đem hắn thân ảnh kéo thật sự trường, lại mặc danh lộ ra vài phần quyết tuyệt thanh hàn. Trái tim ở điên cuồng nhảy lên, tựa hồ không thấy đến nàng, liền sẽ không khôi phục bình tĩnh. Bị thật sâu che giấu tưởng niệm, giờ phút này tất cả đều trào ra tới, cơ hồ đem hắn nuốt hết. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng liền tại bên người nơi nào đó, hắn liền có chút vô pháp khống chế. Hắn hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước trống trải con đường. Sa mạc vô ngần, mà nàng, liền ở chỗ này, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, quanh thân hơi thở bạo trướng. Hắn bỗng nhiên một tiếng thanh tiêu, trong nháy mắt màu đen linh lực giống như hồng thủy giống nhau điên cuồng trào ra. Nháy mắt hóa thành vô số dây nhỏ, xuyên thấu vách thường cùng tử đăng. Đến phương xa, toàn bộ bụi gai sa mạc bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người cảm nhận được mà đến này dao động, lập tức đều là kinh lập đương trường, trong lòng hoảng sợ, không biết này đến tụt cùng lại là làm sao vậy. Chỉ có một người, bỗng nhiên mở mắt, rồi sau đó nhanh chóng đứng lên. Nàng như là cảm ứng được cái gì giống nhau, ở kia chấn động bắt đầu thời điểm, liền bỗng nhiên trái tim nhảy dựng, rồi sau đó nhìn về phía nào đó phương hướng. Nơi đó, có một đạo vô cùng quen thuộc hơi thở chính hướng tới nàng vọt tới. A dạ.
Chương 202, người